Em buôn phép vẹn sắp body cực đẹp nhà Dogili. Tai vô body vô. Đầu thủ to, mũi thịt. Đây là một trong những bé buôn phép ưng ý nhất được nhân giống bởi Dogili. Bé có bố mẹ nhập khẩu, đầy đủ giấy tờ VETA microchip. Đây là một trong những con giống tương lai của nhà Dogili. Em ơi, tai rơi nhưng mặt không chuột. Bé buôn phép vẹn cực ngầu nhà Dogili. Con lưỡi lại con ơi, con gái con lưỡi ai để cái lưỡi như thế. Đầu thủ chân tay to, body rất vuông. Tay rơi. Em ơi, đầy đủ giấy tờ VK, bố mẹ nhập khẩu.